Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Thả 4 con dừa 6 một sợi dây nha các bạn. Đó. Múa đẹp ghê không? Chung một sợi dây bú lửa ha. Con vàng ở dưới này là chịu lực nhiều nhất á. Con dưới này cong cốt giữa luôn à, cong luôn tại nó chịu ba con kia mà không gãy đâu. Còn cuối cùng là bay đầm nhất nha. Bữa nay thả quá trời dừa sáo luôn à. Ngặt ngào. Dừa sáo, dừa thẫn, dừa đại bàng. Dìu sáo dáng kinh môn, dìu sáo hoa phượng, sáo đuôi cá đầy đủ. Quá trời luôn. Bốn con một sợi dây nha. Đó. Quá đẹp, quá đẹp. Con này nhào lôi xuống. Hết gió là lôi xuống quyền bày xuống luôn. Dìu à, tá lại dìu luôn à. Hết gió xuống tới mặt đất rồi. Lên lại đó. Đẹp ghê không? Biểu diễn nha. Đại lý Bình Diều thả 4 con luôn nha. Thả một sợi dây. Một sợi dây cước. Rồi 4 con. Quá dữ. Con sau cột vô cái xương sống của con trước nha. Quay bắt từ ghê không?
yếu yếu quá các bạn ơi. Đây là rộng thênh thang các bạn, quá trống mà. Đá nhiều đá luôn, mấy mẫu luôn. Nhào dữ rồi. Quá nhào, cao lèo 2 sao á. Cao lèo à, cao lèo quá. Mấy nhiều sáo à, con này ghét con kia, con dưới này chịu lực quá nặng. Đến đây kết thúc nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Rồi, xem nhớ nhấn like, bấm đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh nha các bạn. Quên dây luôn.
chào các bạn nha.